Market City. Market City là một trung tâm hàng đầu về ẩm thực châu Á và mua sắm hàng hiệu thông minh tại khu trung tâm Sydney. Nằm ngay phía trên Paddy Market và tọa lạc ở vị trí trung tâm của khu phố Tàu, Market City là nơi có khu ăn uống nổi tiếng từ năm 1909 và nhà hàng The Eight nổi tiếng ở tầng 3. Mở cửa 365 ngày trong năm, Market City là một điểm đến nhộn nhịp, thu hút sinh viên, khách du lịch, người dân địa phương cũng như người dân Sydney với bãi đậu xe giá cả phải chăng ngay dưới trung tâm mua sắm. Nếu bạn di chuyển bằng phương tiện công cộng, chỉ cần bắt xe lửa, xe buýt hoặc xe lửa nhẹ với nhà ga tại ngay trung tâm thành phố và chỉ cách trung tâm vài phút đi bộ. Cửa hàng ăn uống, trò chơi điện tử và chăm sóc da. Công viên mua sắm ở Market City là một trải nghiệm náo nhiệt, mang đến sự kết hợp đa dạng giữa các thương hiệu địa phương và quốc tế. Với hơn 80 cửa hàng bán lẻ, bạn sẽ tìm thấy những nhãn hiệu mình yêu thích bao gồm TK Maxx, Cotton On Mega, Foot Locker, Bonds, v.v. Ngoài ra, với siêu thị Taiki IGA nằm ở tầng 1 cung cấp nhiều lựa chọn thực phẩm và hàng tạp hóa châu Á và phương Tây. Market City cũng là nơi tập hợp các món ăn châu Á ngon nhất với khu ăn uống được cấp giấy phép đầy đủ, có một loạt các món ăn xuất sắc gồm 8 nhà hàng châu Á sang trọng bao gồm Mr. Ken, Kochi Korean BBQ, The Dollar Shop và Nan Yang Thi. Thêm vào đó, nhà hàng The A được yêu thích tại địa phương nơi không thể bỏ qua cho bữa ăn trưa giẫm trà và thực đơn bữa tối. Nếu bạn đang tìm kiếm một lựa chọn bữa ăn nhanh và ngon miệng, hãy ghé thăm khu ẩm thực cấp 1 là nơi cung cấp các món ăn chính thống của người Trung Hoa và Đông Nam Á. Đây là nơi nổi bật nhất tại Market City, một trung tâm mua sắm và ăn uống có 102 ngay ở khu trung tâm khu phố Tàu.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
So carry it from the back.